Các bạn đang nghe truyện Mạt Thế Chi Toàn Năng Đại Sư trên kênh TV Audiocv. Chương 38, từ chối tướng quân. Đây tuyệt đối là sự đối xử đặc biệt, cảm ơn, Tần Phong nói cảm ơn. Sau khi chọn lựa 9 viên tinh hạch lại lấy thịt của 9 con thú tướng đã bị phân giải tài liệu, Tần Phong không định bán số thịt này đi, mà định đưa đến cô nhi viện. Xe đã được sắp xếp xong, các binh sĩ lưu loát vác thịt lên. Lúc này lại có một đám người đứng bên cạnh xe. Trong đám người này, người cầm dầu là một lão giả đeo huy chương năng lực giả có ký hiệu cấp E ở trước ngực. Không chỉ như thế, Lý Văn cũng đi theo bên cạnh. Tần Phong híp mắt lại, hắn có thể cảm giác được đối phương đến vì hắn. Tần Phong, chờ ngươi rất lâu rồi, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là quân trưởng thủ bị quân Thừa Bắc, Hàn Kiện tướng quân, quân trưởng Hổ Diễm quân, Vương Thành tướng quân, Lý Văn nói. Tần Phong nghe đối phương nói vậy cũng gật đầu, mở miệng chào hai vị tướng quân. Xin chào. Biểu hiện của hắn rất bình thản, trên thực tế hắn đã gặp quá nhiều tướng quân kiểu này, mặc dù bây giờ nhân loại được gọi là liên bang, nhưng vì không gian sinh tồn nên vẫn có vua riêng, bất kỳ quân đội nào cũng có tướng quân của mình. Nhưng đẳng cấp tướng quân lại có liên quan với quân đoàn. Ví dụ như, trong căn cứ Thừa Bắc có 3 quân đoàn. Một cái là thủ bị quân Thừa Bắc phụ trách bảo vệ quê hương, một cái là Hổ Diễm quân phụ trách trợ giúp và tuần tra bên ngoài, còn có một cái là Mang Hoang quân Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi. Mang Hoang quân tên như ý nghĩa là thăm dò nơi càng xa xôi hơn, ở bên ngoài lâu ngày, mỗi lần trở về đều mang theo rất nhiều vật tư và vật thí nghiệm, nhưng đồng thời tỷ lệ tử vong của Mang Hoang quân cũng là cao nhất, gần như mỗi lần làm nhiệm vụ đều có xác suất chết 30%. Hơn nữa, đẳng cấp của 3 quân đoàn này đều là cấp E, chỉ huy cấp cao cũng chỉ là tướng quân cấp E mà thôi. Đối với Tần Phong đã đạt tới cấp A trước khi sống lại, cũng chỉ là tiểu tướng quân mà thôi. Nếu khi đó Tần Phong muốn, hắn có thể đến bất kỳ một chủ thành nào nhậm chức thủ hộ giả, giữ danh tướng quân. Đối mặt với thái độ lạnh nhạt của Tần Phong, Vương Thành lại càng đánh giá cao hơn. Tiểu hỏa tử, ngươi rất khá, có muốn gia nhập Hổ Diễm quân chúng ta không? Vẫn nên gia nhập thủ bị quân chúng ta thì tốt hơn, bảo vệ căn cứ, nghĩa bất dung từ. Hàn Kiện cũng không cam chịu yếu thế, muốn nhận Tần Phong làm thủ hạ. Đáng tiếc, chí của Tần Phong không ở chỗ này. Cảm ơn hai vị tướng quân yêu mến, nhưng chí của ta không ở chỗ này. Hai người không ngờ Tần Phong thoải mái từ chối như vậy, trong chốc lát vẻ mặt đều hơi không vui. Phải biết rằng, bọn họ cố ý chạy đến đây chờ, nói là chiêu hiền đại sĩ trên thực tế cũng là làm dáng một chút, tỏ ra thân dân, đương nhiên cũng có chút thưởng thức thật. Ai biết Tần Phong lại không nể mặt như vậy. Tần Phong, ngươi suy nghĩ kỹ đi, đây là cơ hội hiếm có, tướng quân đã đích thân điểm danh muốn ngươi, Lý Văn vội vàng nháy mắt với Tần Phong. Tần Phong suy nghĩ, hắn còn cần một khoảng thời gian để trưởng thành đến cấp E, chọc hai vị tướng quân của quân khu này, chẳng may bị người ta nhớ kỹ sẽ rất rắc rối. Chỉ có điều hắn tự có cách. Ta muốn đến học viện cao đẳng đi học, cho nên không cách nào tham gia thủ bị quân, nếu hai vị thật sự coi trọng ta thì chờ ta 3 năm đi. Hàn Kiện và Vương Thành nghe Tần Phong nói vậy, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều. Hàn Kiện cười mắng, lão đặng đầu luôn được người ta yêu thích như thế, cũng không biết hắn rót thuốc mê gì cho những hài tử này, đến học viện cao đẳng có chỗ gì tốt chứ. Lão đặng đầu mà hắn ta nhắc đến là hiệu trưởng của học viện cao đẳng, cũng là năng lực giả đoạn E, địa vị ở trong căn cứ Thừa Bắc rất cao cả. Dù sao, phần lớn người bình thường đều không thể rời khỏi căn cứ Thừa Bắc trong suốt cuộc đời, là hiệu trưởng học viện cao đẳng duy nhất ở đây, có thể nghĩ đến uy vọng của hắn ta. Học giả luôn có sức hấp dẫn của bản thân. Tần Phong thấy đã chuyển hết cừu hận đi, liền nói lời cáo từ, thuận tiện để Tiếu Tĩnh lộ mặt một chút. Đây là bạn học của ta, bây giờ cũng đã thức tỉnh thể chất cổ võ, hy vọng có thể gia nhập quân bộ. Có thể, tiểu nha đầu muốn gia nhập sao? Tiếu Tĩnh biết hơn nhìn thoáng qua Tần Phong, lại nhìn Lý Văn, nói, ta muốn gia nhập thủ bị quân. Được, vậy chúng ta sẽ nhận. Hàn Kiện gật đầu, Vương Thành cũng không tranh nữa, dù sao hắn ta chưa thấy được thực lực của Tiếu Tĩnh, không thèm để ý một nữ binh này. Mấy năm sau, hắn ta thật sự hối hận vì lúc trước đã tỏ ra hào phóng. Làm phiền chạy về cô nhi viện. Tần tiên sinh, ngươi định mang đống thịt thú tướng này cho cô nhi viện sao? Tài xế rất bất ngờ. Đúng. Tần tiên sinh đúng là người tốt. Bản thân ta là cô nhi, đây coi như báo đáp. Tần Phong không gánh vác nổi hai chữ người tốt này, trước khi thú triều xảy ra, hắn còn giết 4 người đấy. Hôm nay đổ cơn mưa to, đến chạng vạn tối bầu trời xanh như tẩy, ánh nắng chiếu xuống không hề có vẻ khô nóng. Trong không khí ẩm ướt lại tươi mát, rất thoải mái, ánh nắng chiếu xuống, cho dù cô nhi viện bị cao ốc chen chúc cũng không thể che khuất được. Bọn nhỏ đang chơi đùa thỏa thích, rất vui vẻ lanh lợi, khi xe quân đội lái đến phụ cận, bọn nó đều dùng ánh mắt ngây thơ lại khát vọng nhìn bọn họ. Tần tiên sinh, để ta dỡ đồ xuống giúp ngươi, tài xế rất nhiệt tình nói. Cảm ơn, giúp ta mở cửa xe là được. Đừng khách sáo, đừng khách sáo. Thể trạng của thú tướng cự thử ăn cỏ cũng không nhỏ, hơn nữa những tài liệu bị lấy xuống chỉ là phần nhỏ, xương cốt và thịt vẫn còn ở đó, bọn chúng không kém heo nhà tự nuôi đến trưởng thành. Nhưng nằm trên tay Tần Phong và binh lính lái xe, những thứ này chỉ là chút trọng lượng nhỏ thôi. Được, Tần tiên sinh, ta đi trước. Đã làm phiền ngươi. Bọn họ nhìn chiếc xe kia rời đi, lúc này mới cùng nhau tiến lên. Ca ca, ngươi đến tặng đồ cho chúng ta sao? Ca ca, trong này là cái gì? Ca ca, chúng ta có thể ăn không? Tiểu hài tử quá ngây thơ, nhưng bọn họ đều tò mò nhìn chứ không ra tay, bọn họ được dạy dỗ rất tốt nhưng không thay đổi được sự nghèo đói của bọn họ. Buổi tối các ngươi sẽ biết, đi thôi, đừng đến gần ta quá, trên người ta rất bẩn. Vừa rời khỏi tiền tuyến, dù trên người Tần Phong có quần áo tác chiến T3, trên đầu của hắn cũng dính nước mưa, trên người còn hơi bẩn. 9 cái túi bị Tần Phong cầm lấy, chỉ tốn chút sức lực đã kéo vào trong cô nhi viện, chỉ cần đăng ký một chút có thể đưa thẳng vào trong kho hàng đông lạnh. Hôm nay lão viện trưởng không ở đây, Tần Phong cũng không cố ý thông báo đã rời đi. Thật sự không biết, hắn vừa đi Lâm Đức Vinh đã quay về. Hắn ta thở dài một hơi, nhìn tòa nhà đè nén không diễn tả được sự thương cảm. Một nhóm cô nhi rời đi lại có một nhóm mới đến, tiền cứu tế mà chính phủ cho chỉ có thể bảo đảm những cô nhi này không chết đói, nhưng nói đến dinh dưỡng thì đó căn bản là chuyện không thể nào. Viện trưởng, có thịt, lão sư rất hưng phấn nói. Lâm Đức Vinh nghe xong rất vui mừng. Có người đến quyên tặng vật tư sao? Là thịt, quyên bao nhiêu? Lão sư vội vàng nói, 1000 cân đấy. Khuôn mặt Lâm Đức Vinh nhăn lại như mướp đắng, miễn cưỡng nở một nụ cười. Không tệ, vẫn có người tốt bụng, phải cảm ơn người ta thật tốt, nhớ ghi chép tên lại, sau này cô nhi viện tốt hơn sẽ báo đáp hắn. Chỉ có điều, Lâm Đức Vinh vẫn mặt ủ mày chau, 1000 cân đối với cô nhi viện có nhiều người như vậy chỉ như hạt cát trong sa mạc, tất nhiên không có khả năng một hơi ăn sạch đống thịt này, mà phải tiết kiệm, chia thành từng phần nhỏ, có lẽ mỗi bữa cơm chỉ có chút thịt băm mà thôi. Viện trưởng, ngươi còn chưa nghe ta nói hết đâu, số thịt này không phải thịt bình thường, là thịt thú tướng. Cái gì? Lâm Đức Vinh lập tức há to miệng, ở trên thị trường, giá cả thịt dị thú bình thường đã đạt đến hơn 100 tệ, còn thịt thú tướng càng là nước lên thì thuyền lên, tăng gấp 3. Nói cách khác, có người một hơi quyên góp 30 vạn Trung Hoa tệ cho cô nhi viện. Điều này cũng không phải là số lượng nhỏ. Được, tìm phương thức liên lạc của hắn cho ta, ta nhất định phải tự mình cảm ơn hắn. Viện trưởng, người quyên đồ là Tần Phong. Là học sinh vừa rời khỏi cô nhi viện, tất nhiên những lão sư này vẫn nhận ra, lúc đầu còn không thể tin được. Lâm Đức Vinh nghe được tin tức này không vui vẻ, ngược lại chỉ cảm thấy đau lòng. Lại là tiểu tử Tần Phong kia. Tần Phong là một trong những hài tử thông minh nhất mà hắn ta từng dạy, đương nhiên cũng rất mạnh mẽ, chỉ là trong lòng Lâm Đức Vinh vẫn nghi ngờ sao Tần Phong có thể có nhiều thịt như vậy, phải biết rằng đây cũng không phải số lượng nhỏ, nếu bán ra ngoài cũng là một khoản tiền lớn. Ngươi chờ chút, đừng động đến chỗ thịt đó, ta liên lạc với Tần Phong một chút. Lâm Đức Vinh bấm số bộ đàm của Tần Phong. Tần Phong vừa vào ở một nhà khách, tắm rửa sơ qua một chút, nằm trong bồn tắm lớn cảm nhận sự thoải mái dễ chịu khi được dòng nước cọ rửa. Lúc bộ đàm vang lên, Tần Phong thuận tay nghe máy, hình ảnh trực tiếp được truyền bá ra, Lâm Đức Vinh thấy hoàn cảnh hào hoa bên Tần Phong còn rất ngạc nhiên. Tần Phong. Viện trưởng, vẻ mặt Tần Phong thả lỏng, không tự chủ được cảm thấy thân thiết. Là ta, ngươi vừa quyên góp 1 phần thịt thú tướng cho cô nhi viện, ngươi lấy đâu ra? Ngươi không đi làm người nhặt rác chứ? Người nhặt rác mà Lâm Đức Vinh nhắc tới tất nhiên là loại người thực lực không mạnh, chỉ có thể trốn tránh sự đuổi giết của quái vật ở dã ngoại, sau đó có thể nhặt chút thịt hoặc là xương cốt đủ loại do một số đội ngũ cường đại lấy hết tài liệu hữu dụng rồi bỏ lại. Hoặc là tìm xác của một vài năng lực giả, lấy được tài phú từ trên người đối phương. Đương nhiên, nếu vận khí không tốt cũng có thể mất mạng. Trong lòng Tần Phong ấm áp, vội vàng nói, viện trưởng đừng lo lắng, không có chuyện như vậy. Tần Phong giải thích việc gặp thử triều ở khu vực trồng trọt Thừa Bắc vào hôm nay, chuyện này không phải bí mật, nếu có người muốn tra cũng có thể công bố ra. Ta thức tỉnh thể chất cổ võ giả, ngươi cũng biết ta học lớp cận chiến rất tốt, bây giờ thực lực không yếu, đánh chết rất nhiều dị thú trong thử triều lần này, nhận được không ít tiền, ta cũng không bán thịt thú tướng mà mang thẳng về. Vậy thì tốt, Lâm Đức Vinh vội vàng gật đầu, vô cùng mừng rỡ, Tần Phong, ngươi thật có tiền đồ. Có thời gian nhớ về thăm, đương nhiên không cần mang theo đồ, những thứ này đã đủ rồi. Tần Phong cười nói, viện trưởng, ngươi có khó khăn gì cứ trực tiếp nói với ta, còn có số thịt thú tướng kia không nên trộn chung với những thứ khác nấu lên, cách nấu tốt nhất là làm thành thịt khô, trực tiếp phân chia xuống, sau này ta có chiến lợi phẩm khác sẽ mang về. Được, được, cảm ơn ngươi, hài tử. Viện trưởng đừng như vậy, ngày mai ta lại đến thăm ngươi. Tần Phong nói xong, trong mắt ẩn giấu vẻ thâm trầm, ngày mai cũng là thời gian Lâm Đức Vinh bị hại trước khi Tần Phong sống lại, được, ta chờ ngươi đến, xem bây giờ tiểu Tần Phong lợi hại đến mức nào rồi, Lâm Đức Vinh cười ha hả. Lại nói với Lâm Đức Vinh mấy câu, lúc này Tần Phong mới tắt máy truyền tin. Rào rào. Tần Phong đứng dậy, tấm gương trong phòng tắm hơi nước mông lung phản chiếu dáng người của Tần Phong. Chỉ là thời gian nửa tháng, thân thể Tần Phong đã không còn là thiếu niên mảnh khảnh, gầy yếu héo quắt, ngược lại tràn đầy lực lượng. Không chỉ như thế, Tần Phong nhạy bén cảm giác xương cốt tăng trưởng, bây giờ hắn đã đến 1m75 rồi, khoác thêm áo choàng tắm, Tần Phong lại chịu đựng mệt mỏi bắt đầu cọ rửa cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch rất thích sạch sẽ, đồng thời rất thích dùng dầu gội thổi bong bóng, cứ như đại gia chờ Tần Phong hầu hạ. Đương nhiên, là công thần trong lần tìm kiếm thử vương lần này, Tần Phong vẫn phải hầu hạ nó thật tốt. Trải qua mấy ngày chém giết, Tần Phong cũng cảm thấy mỏi mệt, bây giờ bình tĩnh lại Tần Phong chỉ muốn ngủ thật ngon. Tiểu Bạch lại chưa muốn ngủ, sau khi thấy Tần Phong ngủ thiếp đi, trước người đột nhiên có thêm một cái năng lượng hạch tâm lớn khoảng nắm đấm. Đây chính là năng lượng hạch tâm của thử vương. Lạch cạch, lạch cạch. Tiểu Bạch liếm láp nhanh chóng hấp thu năng lượng hạch tâm, rõ ràng không chênh lệch với thân thể của nó nhiều, lực lượng lại gần như nổ tung, trong nháy mắt nó nuốt vào dáng người không thay đổi chút nào, trong vô thức cũng ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, Tần Phong mặc một chiếc áo và quần bò đã giặt đến trắng bệt, đi vào cô nhi viện. Tiểu Bạch vẫn mê man tất nhiên được hắn cho vào ba lô, hắn không yên tâm để Tiểu Bạch ở trong khách sạn một mình, có lẽ không để ý sẽ bị người ta bắt đi. Trong cô nhi viện, Tần Phong vừa đi vào cửa lớn đã ngửi được mùi thơm nồng nặc, bọn nhỏ vốn luôn chơi đùa ở bên ngoài đều biến mất không thấy gì nữa, căng tin trong tòa nhà lại xuất hiện từng cái đầu củ cải, nước bọt cũng sắp chảy ra. Ngay cả những thiếu niên đã trưởng thành, lúc này cũng không ngừng nhảy nhót. Tần Phong, ngươi đến rồi, mau đến nếm thử xem sao, Lâm Đức Vinh rất vui vẻ, vội vàng kéo Tần Phong qua. Lúc này, rất nhiều thiếu niên trong cô nhi viện đều giúp đỡ làm việc, Lâm Đức Vinh nghe theo lời dặn dò của Tần Phong để chế biến thịt, lúc này mùi thơm nức mũi. Không tệ, Tần Phong nếm thử thấy mùi vị cũng không tệ, đương nhiên thịt thú tướng sẽ không quá kém. Tần Phong, ngươi đến phân phát đi, Lâm Đức Vinh đặt thịt khô đã chuẩn bị xong vào trong tay Tần Phong, sau đó gõ chuông để những cô nhi đó bắt đầu xếp hàng. Hôm nay là ca ca Tần Phong của các ngươi mang quà đến cho các ngươi phải nhớ đến ca ca Tần Phong, học tập ca ca trở thành đại anh hùng đội trời đạp đất, biết không? Lâm Đức Vinh từ ái diễn giảng. Đã biết, bọn họ được cổ vũ đều hô hào. Một số thiếu niên đã trải qua thời kỳ bị lừa gạt, nhưng nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Tần Phong cũng khiến bọn họ hâm mộ và hy vọng. Tần Phong phân chia đồ ăn, sau khi ăn xong lại dẫn một đám thiếu niên huấn luyện cận chiến một chút, thoáng cái đã đến buổi trưa. Viện trưởng, buổi chiều ngươi sẽ đến khu trồng trọt sao? Tần Phong hỏi. Tần Phong sẽ không nhớ nhầm, mỗi tháng sẽ có một ngày Lâm Đức Vinh đến kho lúa ở nội bộ khu vực trồng trọt một lần. Cô nhi viện là tổ chức chính phủ của căn cứ Thừa Bắc, mỗi tháng sẽ phân chia lương thực cố định, tuy rất ít lại có thể giảm bớt một khoản chi tiêu. Đúng vậy. Vậy ta đi cùng ngươi, Tần Phong nói. Cũng được. Lâm Đức Vinh biết hiện tại Tần Phong không phải người bình thường, hắn đã thức tỉnh thể chất cổ võ giả cũng cần phải huấn luyện thật tốt, chứ không phải lãng phí thời gian ở trong cô nhi viện. Hơn nữa Tần Phong đã làm đủ nhiều. Con đường trước cửa cô nhi viện hơi chật hẹp, hoàn cảnh xung quanh cũng dơ giấy bẩn thỉu, một già một trẻ đi qua con đường lầy lội do nước mưa cọ rửa ra, trông vô cùng vô hại. Chỉ đi một đoạn đường, thân thể Tần Phong lại căng cứng. Hắn cảm nhận được một loại nhân tố bất an lưu chuyển trong không khí. Ngay lúc này, một sự ác ý tràn ngập đến. Phía trước có ba tên thanh niên cường tráng đi tới, đều khoảng 24-25 tuổi, thân hình cao lớn, lão đà lão đảo, trên người còn có một vài hình xăm trông vô cùng dữ tợn. Không chỉ như thế, đằng sau cũng truyền đến tiếng bước chân. Lúc này Lâm Đức Vinh cũng dừng bước, khuôn mặt già nua hiền lành của hắn ta căng cứng, có một loại cảm giác không giận tự uy. Ha ha, lão đầu, gần đây tiểu gia ta không có bao nhiêu tiền, đến lấy chút tiền đi ra ngoài tiêu xài. Thanh niên dẫn đầu để lộ hàm răng vàng, trong tay cầm một con dao gấp lắc lư khiến người ta hoa mắt. Trong mắt Tần Phong đã sớm tràn ngập sát khí. Lưu Mãnh, trước khi hắn sống lại, Lưu Mãnh chính là người đã giết chết Lâm Đức Vinh, còn trở thành tội phạm truy nã cấp S ở đời trước. Sở dĩ hôm nay Tần Phong đến thăm Lâm Đức Vinh, cũng vì sợ tình huống như vậy xảy ra, nhưng ai biết Tần Phong đã lấy hấp tinh quyết, Lưu Mãnh vẫn tìm đến Lâm Đức Vinh gây rắc rối, có lúc vận mệnh thật sự kỳ diệu. Tiểu hỏa tử, ta là một lão đầu tử, e rằng không có bao nhiêu tiền cho các ngươi, giọng điệu của Lâm Đức Vinh trầm ổn, lại không chút do dự từ chối. Hắn ta là viện trưởng cô nhi viện, cũng chính vì tuổi già không thể chiến đấu, nên lui xuống tiền tuyến làm quản lý. Nhưng cả đời này Lâm Đức Vinh ăn muốn còn nhiều hơn con đường mà Lưu Mãnh đi, sao có thể bị vài câu của đối phương uy hiếp đã lấy tiền ra chứ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đúng không? Lão bất tử, đừng tưởng ta không biết nửa tháng trước có người quyên góp cho cô nhi viện của các ngươi 100 vạn. Đưa tiền cho ta, Lưu Mãnh hung hãn nói. Chuyện này đúng là thật, có một phú thương cầm 100 vạn đến cho Lâm Đức Vinh. Nhưng 100 vạn này là Lâm Đức Vinh mặt dày mày dạn muốn lấy từ trong tay người ta. Hài tử cần tiêm thuốc kháng sinh, nếu không hiện tại vết nứt xâm nhập, nhi đồng nhỏ tuổi rất có thể vì một số chứng bệnh khó hiểu mà chết đi. Nhưng bây giờ thuốc kháng sinh rất đắt đỏ, một liều khoảng 5.000, 100 vạn này chỉ đủ cho 200 hài tử tiêm thuốc kháng sinh, cũng may Lâm Đức Vinh thuộc cơ quan chính phủ nên giá cả được giảm một nửa, đủ chi trả cho 400 hài tử. Cho nên trong tay Lâm Đức Vinh đã sớm không có tiền, cô nhi viện cũng là một cái động không đáy, dù căn cứ đã tuyên bố nơi này là tổ chức chính phủ nhưng rất nhiều quan viên cảm thấy đây là một tổ chức chính phủ rất không vui vẻ. Nhưng căn cứ không có cô nhi viện lại không được. Khoản tiền kia đã sớm tiêu hết, cho dù có người cảm thấy ta có thể luôn mang theo trên người sao, Lâm Đức Vinh cười lạnh, thân thể cũng bắt đầu căng cứng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Lưu Mãnh còn dẫn theo 4 người, đều là lưu manh ngày thường hay bắt nạt người bình thường giống Lưu Mãnh. Ngày thường bọn họ bắt nạt người bình thường, những người kia sống rất đau khổ cũng không dám trêu chọc bọn họ, không ngờ Lâm Đức Vinh lại cứng đầu như vậy. Có lẽ đối phương cũng có chút thực lực, đáng tiếc bọn họ chỉ nghĩ con vịt chết vẫn mạnh miệng. Không cho ngươi biết tay thì ngươi không biết sự lợi hại của chúng ta, Lưu Mãnh vung tay lên, trực tiếp sai người lên đánh Lâm Đức Vinh. Đánh cho ta, đánh một trận dạy dỗ hắn, ngày mai ta lại đến, ngươi không lấy tiền ra cho ta, ta sẽ giết chết tất cả hài tử trong cô nhi viện của các ngươi. Lâm Đức Vinh nghe nói như thế lửa giận xông lên đỉnh đầu, khuôn mặt đỏ bừng, thân thể run rẩy, đây cũng là vì tức giận. Một lão đầu tử đáng chết trong cô nhi viện lại dám ngông cuồng như vậy. Đánh hắn. Nhưng tên lưu manh này dám ra tay với Lâm Đức Vinh cũng là vì mấy ngày trước tuyên truyền cho phú thương, khiến bọn chúng phát hiện một cơ hội buôn bán. Cô nhi viện là quần thể yếu thế, thế lực mỏng manh, bọn chúng liên hợp lại muốn khống chế cô nhi viện, từ đó lấy cách yêu cầu quyên tiền để tước đoạt tiền tài. Những phú thương đó có quá nhiều tiền, một giọt chất béo trong móng tay cũng đủ để bọn chúng ăn uống, đám người này vẫn yêu danh tiếng, đây không phải vơ vét tài sản quang minh chính đại sao, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn chúng phải khống chế lão già này trước. Một cổ võ giả xông lên vỗ một bàn tay về phía Lâm Đức Vinh, Bàn tay mạnh mẽ chưa chắc đã mang theo nội lực, nhưng tuyệt đối có thể đánh người ta răng rơi đầy đất. Lâm Đức Vinh tự nhiên đưa tay muốn ngăn cản, hắn ta cũng là cổ võ giả. Nhưng cánh tay của hắn ta còn chưa nâng lên, một bàn tay khác nhanh hơn đã túm lấy cánh tay của tên lưu manh này. Răng rắc. Tần Phong không chút do dự vặn gãy cánh tay người kia. A! Tên lưu manh này hét thảm, trong mắt còn có vẻ ngạc nhiên như hoàn toàn không ngờ kết quả sẽ như vậy. Tần Phong vốn không định buông tha bọn họ, vừa ra tay đã trực tiếp liều chết. Tay trái đột nhiên đặt lên bụng người kia, một luồng lực hút truyền đến khiến tên lưu manh này như bị điện giật, không ngừng run rẩy. Nội lực bị Tần Phong trực tiếp thôn phệ, sau đó đột nhiên thôi động một chưởng. Oanh! Tên lưu manh này bị Tần Phong đánh bay ra ngoài 2-3 mét, lăn lộn một chút cuối cùng không động đậy được nữa. Tất cả đều xảy ra trong chớp mắt, nhanh đến mức những người khác không kịp thủ thế, tiếp tục công kích. Tần Phong nâng một chân lên đạp bay một tên lưu manh trước mặt, lại không chút do dự đánh một quyền về phía lưu mãnh. A! Lưu mãnh hoàn toàn không ngờ một thiếu niên ăn mặc nghèo kiết xác như Tần Phong lại là một cổ võ giả đã thức tỉnh thể chất cổ võ, hơn nữa nội lực còn mạnh hơn hắn ta. Vừa nãy tiểu đệ của mình bị Tần Phong một quyền đánh bay, hiện tại trong lòng hắn ta cảnh giác điều động nội lực của mình, hai tay ngăn cản Tần Phong. Giết tiểu tử này cho ta. Trong mắt của hắn ta hiện ra vẻ hung dữ. Các ngươi dám! Lâm Đức Vinh gầm thét, nhưng không có tác dụng, hai tên lưu manh đằng sau cũng chạy tới muốn ra tay giết chết Tần Phong. Buồn cười, hôm nay phải xem rốt cuộc người chết là ai. Các ngươi còn dám ra tay với lão viện trưởng, đáng chết. Hấp tinh. Một luồng nội lực to lớn bạo phát ra từ trên người Tần Phong. Hấp tinh quyết phát động gần như tạo thành một vòng xoáy xung quanh Tần Phong. Vòng xoáy này khiến 4 người vung đao về phía Tần Phong chỉ có thể cầm đao, vung lên nắm đấm, lại không cách nào tiến lên phía trước, thậm chí thân thể cũng không tự chủ được bị bẻ cong vặn vẹo, không có cách nào. Bây giờ thực lực của Tần Phong khoảng đoạn D5, nhưng 4 tên lưu manh trước mắt không có một ai mạnh bằng Tần Phong, đều là thực lực D1, D2, đã thế nội công còn thấp, sao có thể là đối thủ của Tần Phong. Gần như chưa được bao lâu, nội lực để bọn chúng dựa vào sinh tồn diễu võ dương oai đều bị Tần Phong hút hết. Cút! Lực hút biến mất, sức đẩy bộc phát, Tần Phong đột nhiên đụng bay 4 người. Thậm chí hắn nâng một chân lên, trực tiếp đá bay con dao mà lưu mãnh làm rơi ra ngoài, con dao này vô cùng chuẩn xác đâm vào cổ họng lưu mãnh. Lần này, Tần Phong không đè nén sát ý, lưu mãnh phải chết, nguy cơ lập tức được giải trừ, ngay cả Lâm Đức Vinh cũng ngu ngơ tại chỗ. Chỉ nửa tháng không gặp mà thôi, Lâm Đức Vinh lại cảm thấy như được làm quen lại Tần Phong một lần nữa. Hiện tại Tần Phong đã trở nên mạnh như vậy. Tuy trước đó Tần Phong quyên góp thú tướng, Lâm Đức Vinh đã có suy đoán nhưng thật sự gặp được vẫn không thể không than thở. Trường giang sóng sau đè sóng trước. Trong nháy mắt Tần Phong ra tay đã giết chết 2 người, 3 người còn lại bị trọng thương đều nằm trên mặt đất kêu rên. Tần Phong cẩn thận nhìn thoáng qua Lâm Đức Vinh, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình nhưng trong lòng cũng nhanh chóng xoay chuyển. Không biết Lâm Đức Vinh có cảm thấy mình ra tay quá độc ác không? Nhưng hắn không hối hận chút nào, chỉ cần diệt trừ sự uy hiếp lưu mãnh này, dù khiến trong lòng lão viện trưởng nghi ngờ mình cũng không quan trọng. Tần Phong, đừng sợ, không có chuyện gì, bọn họ đáng chết. Lâm Đức Vinh thấy Tần Phong nhìn mình, vẻ mặt thay đổi tưởng Tần Phong sợ hãi. Dù sao ở trong mắt Lâm Đức Vinh, dù Tần Phong lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một hài tử mà thôi, ta đến xử lý, ngươi yên tâm, không có chuyện gì. Lâm Đức Vinh vỗ vai Tần Phong. Lúc này Tần Phong mới bình tĩnh lại. Ta không sao. Tần Phong cúi đầu xuống, không để Lâm Đức Vinh nhìn ra vẻ cổ quái trên khuôn mặt hắn, trong lòng cũng hơi khó chịu. Lâm Đức Vinh thật sự coi hắn là tiểu hài tử, nhưng điều này cũng khiến Tần Phong thở dài một hơi. Sau đó, Lâm Đức Vinh gọi điện thoại cho đội tuần tra, chỉ chốc lát đã có người đến. Lão viện trưởng, đây là thế nào? Người của đội tuần tra đến lần này cũng là một đội trưởng cấp bậc F, nhìn thấy tình cảnh trong ngõ nhỏ cũng hơi ngạc nhiên. Tần Phong đi theo Lâm Đức Vinh trông có vẻ không đáng chú ý, Lâm Đức Vinh lại vô cùng bình tĩnh. Mấy người này chạy vào trong ngõ nhỏ muốn tống tiền ta, cũng may con của ta ở đây, nếu không hôm nay cái mạng già này của ta sẽ phải nằm ở chỗ này. Cái gì? Đệt, lại dám ra oai ở chỗ này, bắt trở về cho ta. đừng để ta thấy bọn họ ở bên ngoài. Vâng, đội trưởng. Mọi người khiêng 5 người này đi, đương nhiên sau này 2 cái xác sẽ biến thành 5 cái xác. Tất cả xử lý khá nhanh, đội tuần tra có được quyền lợi cực cao trong căn cứ, cộng thêm trong căn cứ nhiều người hỗn loạn, thật ra chuyện như vậy vẫn xảy ra mỗi ngày. Chỉ là 5 tên lưu manh chết mà thôi, bọn họ cũng không thèm để ý, hắn là cô nhi rời khỏi cô nhi viện từ 5 năm trước, mặc dù lão viện trưởng là ta đã sắp chết còn nghèo kiết xác nhưng vẫn có chút quan hệ. Tần Phong, nếu sau này ngươi gặp rắc rối gì có thể đến nói cho ta biết, Lâm Đức Vinh nói. Nếu là Tần Phong lúc trước, đương nhiên Lâm Đức Vinh sẽ không nói những lời này. Những cô nhi này đi ra ngoài đều có cuộc sống của mình, Lâm Đức Vinh sẽ không quan tâm đặc biệt. Nhưng Tần Phong lại khác, hài tử này chắc chắn sẽ có triển vọng lớn, ta đã nhớ, viện trưởng. Tần Phong gật đầu, chuyện ngày hôm nay khiến Tần Phong phải nhìn lão viện trưởng với con mắt khác, thậm chí còn hiểu được một mặt khác với vẻ hòa ái dễ gần của đối phương. Ở trong thế giới tàn khốc này, đi đến một bước này không ai có thể coi thường. Sau đó, lão viện trưởng được vị đội trưởng kia phái xe đưa đến khu trồng trọt, Tần Phong cũng quay về khách sạn. Trải qua trận chiến hôm qua và hôm nay, nội lực trong cơ thể Tần Phong vô cùng bành trướng, bạo động, cho người ta một loại lực lượng cực mạnh. Nhưng trải qua việc tu luyện nội lực, Tần Phong biết điều này không đúng. Nội lực chân chính phải ôn hòa, chỉ có sau khi điều động mới có thể bạo phát ra. Trở lại khách sạn, Tần Phong ngồi xếp bằng, ý thức ngưng tụ ở đan điền, giống với cảm giác tinh hạch dị năng, Tần Phong cũng nhìn được dáng vẻ của đan điền. Khác với tinh hạch dị năng tồn tại trong trời sao tối tăm. Dáng vẻ của đan điền trông như một không gian vách tường máu thịt đỏ bừng, bên trong có từng tia nội lực đang lãng vãng, sau đó đi đến một nơi khác. Cổ võ giả trải qua trăm năm tiến hóa, đã phổ biến rất nhiều kiến thức cho mọi người. Người mới học cảm nhận nội lực lưu động, tu luyện nội công, nội lực như tơ vô cùng tinh tế, có thể di chuyển trong kinh mạch, cường hóa lực lượng tốc độ. Sau khi sợi tơ nội lực nhiều hơn có thể hóa thành khối không khí, lúc này cũng dấu hiệu tấn thăng cổ võ giả đoạn F, nói vậy, trong cơ thể có 9 sợi tơ đã có thể tấn thăng lên đoạn F, đương nhiên, sợi tơ càng nhiều năng lực càng mạnh, sau khi tấn thăng đoạn F sẽ mạnh hơn người cùng đẳng cấp rất nhiều. Đây chính là sự khác biệt giữa cường giả và võ giả bình thường, hiện tại sợi tơ nội lực của ta lại có 15 sợi. 15 sợi tơ này vô cùng nhỏ bé, Tần Phong dùng ý thức lực cảm giác lại phát hiện những sợi tơ này lớn nhỏ không đồng đều cũng rất sinh động, thậm chí có cảm giác như một đoàn đầy rối. Nếu không cẩn thận chải vuốt, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Thế nhưng, chải vuốt nội lực rất rắc rối, cần rất nhiều thời gian để tiến hành. Rất hiển nhiên, trước khi Tần Phong sống lại, Lưu Mãnh chưa từng làm việc này. Tất nhiên Tần Phong cũng không thể đi theo con đường cũ của Lưu Mãnh. Tần Phong nghĩ đến giả thiết trước đó, không chút do dự điều động dị năng. Thôn phệ. Sợi tơ nội lực như bị thứ gì đó hút đi, trở nên cực kỳ mỏng manh lại biến mất từng sợi một. Những nội lực này đến quá đơn giản, chỉ là giết mấy người mà thôi. Tần Phong tuyệt đối không đau lòng, ngược lại lo lắng hậu di chứng do những nội lực này mang đến cho mình, vì lẽ đó nội lực biến mất khiến hắn không có bất kỳ lo lắng gì. Nội lực bị thôn phệ, ngay sau đó Tần Phong cảm thấy kinh mạch cả người mình như bị nội lực bổ sung, khuếch trương lớn hơn. Kinh mạch là cơ sở vận hành nội lực, theo nó mở rộng, việc hấp thu nội lực xung quanh càng nhanh, càng dễ hơn. Sau khi những nội lực này bổ sung vào kinh mạch xung quanh đã tiêu hao rất nhiều, sau đó lại lao thẳng lên từ đan điền của mình, hòa vào trong mi tâm. Tuy tinh hạch dị năng nằm ở trong ý thức, nhưng càng nhiều người cảm thấy tinh hạch dị năng ở ngay mi tâm, chỉ nối liền với không gian của bản thân mà thôi. Lúc này nội lực đã hòa vào mi tâm, sợi tơ tràn vào trong tinh cầu kim cương của tinh hạch dị năng nhưng lại như không cách nào bị thôn phệ, thời gian dần trôi qua lại bị phun ra, sau đó theo mi tâm quay về đan điền. Đương nhiên, cứ đi lại như vậy, sợi tơ nội lực từ 15 sợi đã biến thành 5 sợi, thế nhưng 5 sợi tơ nội lực này rất yên ổn, ngưng thực to khỏe như đã trải qua muôn ngàn rèn giũa. Thành công! Thấy sợi tơ lẳng lặng trôi nổi trong đan điền, sao hắn lại không cảm giác được sự biến hóa trong đó? Một khi hấp tinh quyết không có lo lắng, sẽ là công pháp mạnh nhất. Tần Phong nghĩ như vậy, trong lòng vô cùng kích động. Nhưng đúng lúc này Tần Phong đột nhiên cảm giác được một loại rung chuyển khác truyền đến từ trong ý thức lực. Nhưng lúc hắn xem xét, lại phát hiện không phải mình mà là Tiểu Bạch, Tiểu Bạch. Tần Phong vội vàng nhìn về phía Tiểu Bạch đang làm ổ ở trên giường chiếu. Đêm qua cộng thêm cả buổi sáng, Tiểu Bạch đã ngủ mê khoảng 16 tiếng. Lúc này, khí tức trên người Tiểu Bạch lại thay đổi, nó vẫn là một tiểu thú nhưng xem ra lại xuất hiện một loại tiến hóa. Nếu theo đánh giá dị thú, Tiểu Bạch sinh ra cũng là đẳng cấp thú binh, vậy hiện tại nó đã tấn thăng đến cấp bậc thú tướng. Không chỉ như thế, Tần Phong cũng lập tức cảm ứng được trong không gian bẩm sinh của Tiểu Bạch lập tức gia tăng đến 10 mét. Lúc đầu không gian của Tiểu Bạch chỉ khoảng kích cỡ 1 mét, nói cách khác là một khối hình lập phương 1 mét. Hiện tại, dù là chiều ngang hay chiều cao đều biến thành 1 mét, trên thực tế cũng đã là không gian 1.000 mét, tương đương với kích cỡ một căn phòng, vậy mà lại tăng lên 1.000 lần. Tần Phong cũng cảm thấy năng lực này của Tiểu Bạch thật sự nghịch thiên. Lúc này, trong không gian kích cỡ như căn phòng này trống rỗng, còn có mấy món đồ đặt ở nơi này. Hai cái răng cửa của thử vương, chân trước móng vuốt, một đống da lông được cuộn lại. Đương nhiên, còn có chút thịt của thử vương, lúc ấy đã nhét đầy cả không gian nên đành phải bỏ phí thứ còn lại. Thấy những tài liệu này, tâm tư của Tần Phong cũng không nhịn được bắt đầu chuyển động. Quần áo tác chiến T3 thật sự không tệ, lợi dụng da lông và kỹ thuật chế tác mới có thể chịu nóng chịu lạnh, giá cả vừa phải. Nhưng Tần Phong sẽ không quên lúc trước Lục Manh bị thú tướng Lan Ngao cào một trảo, quần áo tác chiến bên ngoài đã bị rách, nội giáp bên trong lại chặn đòn công kích trí mạng giúp nàng. Loại đồ phòng ngự kia gọi là trang bị phù văn. Không hề nghi ngờ, loại trang bị phù văn này cũng dùng da lông dị thú chế tác thành, đồng thời vì da lông dị thú khác biệt tất nhiên cũng sử dụng kỹ thuật khác biệt, ánh sáng màu bạc đại diện cho việc chế tác từ da lông thú vương. Hơn nữa, bình thường loại trang bị phù văn này đều mặc ở bên trong, màu sắc cũng vì thuốc nhuộm màu đặc thù mà tỏa ra ánh sáng không phải màu sắc ban đầu. Thú binh là màu xanh, thú tướng là màu tím, thú vương là màu bạc, còn có một loại thú hoàng là màu vàng, chắc những tài liệu này có thể chế tác ra một trang bị phù văn. Tần Phong lại liếc nhìn tài khoản trong máy truyền tin của mình. Trước đó giết tuyến xà, Tần Phong kiếm được khoảng 1.200 ngàn. Sau trận chiến thử triều ngày hôm qua được cho 673 vạn, cộng thêm thu được 900 ngàn đánh cược, trong tài khoản của Tần Phong đã có 880 vạn. Số tiền này cũng có thể mua được một trang bị phù văn, đương nhiên nếu mình cung cấp tài liệu, giá cả định chế trang bị sẽ rẻ hơn nhiều. Nghĩ vậy, Tần Phong cũng đặt chuyện này ở trong lòng. Ngày hôm sau, trung tâm căn cứ Thừa Bắc. Tiệm trang bị phòng ngự tập đoàn Vạn Tông. Nửa tháng trước, Tần Phong còn mua quần áo tác chiến T3 ở chỗ này. Tần Phong đi vào cửa hàng, nhân viên cửa hàng lập tức nghênh đón. Dù sao, lần này vẻ ngoài của Tần Phong cũng thay đổi rất lớn, hắn mặc quần áo tác chiến chứ không phải dáng vẻ chật vật trước đó nữa. Tần Phong nhìn thoáng qua phát hiện người đón mình cũng là Tiểu Tôn đã bán quần áo tác chiến cho mình vào trước đó. Ôi chao, tiên sinh là ngươi sao, lần này cần phục vụ gì? Tần Phong hơi bất ngờ, nửa tháng không gặp Tiểu Tôn lại còn nhớ rõ mình. Ta muốn chế tác một số trang bị định chế, cần giữ bí mật, ngươi có thể chịu trách nhiệm không? Tần Phong hỏi. Tiểu Tôn lập tức giật mình. Định chế trang bị, lại còn dùng da lông dị thú của mình để chế tác trang bị phù văn. Giá cả của trang bị phù văn rất đắt, hoàn toàn không phải loại quần áo tác chiến T3 có thể so sánh. Tiểu Tôn rất kích động. Có thể phụ trách, tiên sinh, ngươi theo ta đến bên này. Tiểu Tôn vội vàng dẫn Tần Phong đi vào phòng khách. Trong phòng khách không có một ai, Tần Phong nhìn một chút cũng không phát hiện trang bị giám sát gì, hài lòng gật đầu, lúc này mới lấy đồ trong ba lô tác chiến ra. Ngươi xem những cái này một chút, Tần Phong nói. Trái tim Tiểu Tôn nhảy lên bịch bịch. Hắn ta khá thông minh, tuy còn khá trẻ tuổi nhưng sau khi làm công việc này đã được bổ sung rất nhiều kiến thức. Tất nhiên tiệm trang bị tập đoàn Vạn Tông không chỉ có một tầng, mà là 3 tầng, tầng thứ nhất bán quần áo tác chiến, phù hợp với thị trường của căn cứ Thừa Bắc. Tầng thứ 2 và tầng thứ 3 bán đồ vật cao cấp, trong đó có trang bị phù văn, cho dù là cấp D cũng hơi một tí đã tốn mấy chục vạn. Tiên sinh, nếu ta không nhận nhầm đây là một tấm da lông thú vương, nhìn kích cỡ có thể chế tác một kiện áo trong. Phần tài liệu dư thừa có thể chế tác bao tay, hộ oản, hộ tất đủ loại. Đương nhiên chúng ta sẽ dựa theo công nghệ cắt may cụ thể để xem xét. Tiểu Tôn cẩn thận nói, đây cũng là lần đầu tiên hắn ta có việc làm ăn lớn như vậy, đây chính là thú vương. Tần Phong gật đầu, vậy thì làm áo trong. Ta muốn chế tác những răng nanh này thành một thanh chiến đao, đương nhiên vì tài liệu ít sẽ không quá lớn, nhưng ta hy vọng đảm bảo chất lượng. Không thành vấn đề, Tiểu Tôn vội vàng đồng ý, sau đó lấy ra chức năng tính toán của bộ đàm nhanh chóng nhập số liệu. Tiên sinh, giá của hai món đồ này khoảng 300 vạn, tiền đặt cọc chỉ cần đưa 300 ngàn là được, 10 ngày sau ngươi có thể đến lấy. Được. Tần Phong và Tiểu Tôn ký hợp đồng, giao tiền đặt cọc 300 ngàn. Tiểu Tôn cũng lấy ra một cái rương khóa mật mã, cẩn thận cất đồ đặt vào bên trong ngay trước mặt Tần Phong, cái này sẽ được vận chuyển thẳng đến công xưởng Vạn Tông, hơn nữa toàn bộ quá trình chế tác đều được ghi hình, đảm bảo không lãng phí chút hàng hóa nào. Rời khỏi cửa hàng Vạn Tông, Tần Phong đi trên đường vừa hay thấy màn hình quảng cáo to lớn trên cao ốc bên cạnh đang chiếu quảng cáo xe. Trong lòng Tần Phong hơi dao động. Nếu là lúc trước, tạm thời Tần Phong sẽ không nghĩ đến việc mua xe, nhưng không gian của Tiểu Bạch đột nhiên tấn thăng, hình dạng đã mở rộng đến kích cỡ căn phòng 100 mét vuông, tất nhiên Tần Phong sẽ nghĩ đến việc mua xe. Đi xem một chút, Tần Phong suy nghĩ, nhấc chân đi đến trung tâm triển lãm xe. Trước khi Tần Phong sống lại, xe cũng cực kỳ hào hoa, dù sao hắn là một năng lực giả cấp A, thực lực cường hãn, lái xe cũng phải đi vào khu vực kinh khủng, chức năng không tốt thì không cân nhắc. Nhưng hiện tại tiền của hắn có hạn, tác dụng xe cũng ít hơn chút, số lượng mà Tần Phong có thể lựa chọn sẽ ít đi rất nhiều. Chẳng mấy chốc, Tần Phong đã khóa chặt mục tiêu của mình, Siri ưu ảnh. Chiếc xe này có vỏ ngoài giống xe thể thao, gầm xe gần như kề sát mặt đất, bánh xe chỉ lộ ra một nửa. Nếu ngươi cảm thấy loại xe này không thể lái ra dã ngoại vậy thì rất sai lầm, bởi vì nó có một hạng năng lực cực kỳ cường hãn, lơ lửng. Đây là một loại khoa học kỹ thuật thời đại mới. Siri ưu ảnh này bổ sung động lực hạch tâm phù văn hệ phong, hoàn toàn có thể khiến cả xe trôi nổi ở chỗ cách mặt đất 3 mét, không quan tâm bất kỳ địa hình dã ngoại gì. Đương nhiên, chỉ là một chức năng lơ lửng này, giá trị của chiếc xe trực tiếp tăng vọt, đạt tới 800 vạn, giá tiền này thật sự khủng bố với một người bình thường. Dù là với dị năng giả và cổ võ giả, tuy chiếc xe này có chức năng cường đại nhưng vì hệ thống phòng ngự không đầy đủ, không cách nào đảm bảo hoàn hảo ở dã ngoại nên bị từ bỏ. Nói trắng ra, loại xe như vậy chỉ để những phú hào kia dùng để khoe của. Nhưng Tần Phong có không gian, tất cả đều không phải vấn đề, huống chi Siri ưu ảnh là thứ rẻ nhất trong chiến xa huyền phù, là xe đua huyền phù hào hoa, tất nhiên sẽ có người thử Siri ưu ảnh, ở trong xe đang có hai người trẻ tuổi cảm nhận sự thoải mái dễ chịu. Biểu ca, xe này thật sự thoải mái, chờ sau khi ta tốt nghiệp chắc chắn sẽ mua một cái, trên ghế lại, một thiếu niên trẻ tuổi nói, dường như có thể tưởng tượng lúc lái cái xe này sẽ có bao nhiêu người dùng ánh mắt hâm mộ nhìn mình. Đúng là rất thoải mái, cũng quá mẹ nó đắt, 800 vạn. Cũng may ngươi đã thức tỉnh thiên phú cổ võ, nếu không cả đời này nhà chúng ta cũng đừng hòng mua được cái xe này. Đúng vậy. Nhưng bây giờ ngươi cũng có cơ hội mua được, không phải ngươi là bạn học với đại tiểu thư Lục gia nhà giàu số 1 Thừa Bắc chúng ta sao? Nếu ngươi theo đuổi được nàng, đừng nói Siri ưu ảnh, dù là chiến xa cơ giới hạng nặng cũng có thể mua được. Người ngồi trên ghế lại nghe đến xưng hô đại tiểu thư Lục gia này, sắc mặt hơi cứng đờ, ngoài miệng lại nói, nếu thật sự để nữ nhân mua, ngươi còn muốn lái xe đi tán gái sao? Nếu muốn tự do phải tự kiếm tiền mua. Trên thực tế, trong lòng của hắn ta thầm căm hận, hiện tại đừng nói theo đuổi đại tiểu thư Lục gia, rất có thể đối phương còn làm khó hắn ta. Nghĩ như vậy, hình như xe cũng không còn hấp dẫn nữa, đặc biệt là trải nghiệm trước đó khiến hắn ta đầy sợ hãi với dã ngoại. Lúc này, ánh mắt Tần Phong cũng dừng ở người đang cảm nhận xe, lấy trí nhớ của hắn tất nhiên liếc mắt một cái đã nhận ra người này là một trong những bạn học của Lục Manh, hình như gọi là Vương Khải. Đương nhiên, Tần Phong có nhận ra đối phương cũng không đến chào hỏi, giữa bọn họ không có giao tình gì. Hắn gọi người bán hàng đến, hỏi thăm tính năng của chiếc xe kia. Tiên sinh, ánh mắt của ngươi rất tốt, Siri ưu ảnh này tuyệt đối là chiến xa dã ngoại linh hoạt nhất, thân xe tinh xảo có thể đi xuyên qua một số nơi có rất nhiều trở ngại, chỗ ngồi cho hai người khá thoải mái dễ chịu, không gian sau xe càng lớn hơn, khu ướp lạnh cỡ nhỏ có thể đảm bảo đồ vật chiến đấu của ngươi được tươi mới. Không chỉ như thế, vỏ ngoài của Siri ưu ảnh có thể tiếp nhận công kích của hung thú cấp F, bổ sung hệ thống hấp thu ánh sáng, đảm bảo tự cấp năng lượng tuần hoàn. Trên xe có máy phát tín hiệu cực mạnh, có thể quét hình sinh vật nguy hiểm trong vòng 1000 mét xung quanh, phát ra cảnh báo và vẽ hình mô phỏng trong vòng 100 mét. Nhân viên bán hàng này rất biết ăn nói, những chức năng nói đến đều là thứ cần trong tác chiến dã ngoại. Đương nhiên, ánh mắt của nàng cũng không tệ, dù trước ngực Tần Phong không đeo huy chương năng lực giả nhưng bộ quần áo tác chiến không tệ, hơn nữa khẩu súng năng lượng kia mới là nguyên nhân chính khiến nàng ân cần. Huống chi, trên người Tần Phong có một loại khí tức túc sát, không phải công tử bột cố làm ra vẻ. Ngay lúc nàng đang thao thao bất tuyệt, Vương Khải cũng đã xuống xe. Tiên sinh, chúng ta đến trải nghiệm không gian trong xe đi, người kia làm ra tư thế mời. Tần Phong gật đầu, lúc này Vương Khải cũng ngẩng đầu lên, vừa hay thấy Tần Phong. Là ngươi. Vương Khải thể hiện ra sự thù địch, trợn mắt với Tần Phong. Lúc đầu Tần Phong không muốn để ý đến Vương Khải, nhưng Vương Khải lại không nhường được, ngược lại còn chặn trước cửa xe không cho Tần Phong lên. Tần Phong thản nhiên nói, nhường một chút. Nhường? Dựa vào cái gì muốn ta nhường, đây cũng không phải xe nhà ngươi. Ta còn chưa trải nghiệm xong đâu. Tất nhiên Vương Khải cũng phát hiện Tần Phong đến để trải nghiệm xe, Vương Khải không muốn để Tần Phong được như ý nên trực tiếp quay về xe, ngồi xuống. Ba. Vương Khải đóng cửa xe lại, nhìn về phía Tần Phong đầy mỉa mai. Tần Phong không còn gì để nói. Ha ha, không có tiền thì đừng đến xem xe, ngươi tưởng ngươi là ai. Còn có thể mua được cái xe này, Vương Khải cười lạnh nói. Đi thôi, Tần Phong nói với nhân viên bán hàng bên cạnh. Thật xin lỗi, nếu không ta giới thiệu cho ngươi một vài loại xe khác, nữ tử kia vội vàng mở miệng xin lỗi, trong lòng cũng thầm hận vị khách cố tình gây sự này. Vương Khải lại không cảm thấy gì, chỉ cảm thấy cả người thoải mái. Cuối cùng đã lấy lại danh dự rồi, nhưng ngay sau đó hắn ta lại nghe Tần Phong nói. Không cần xem cái khác, ngươi dẫn ta đi làm thủ tục đi, ta muốn chiếc xe này. Cái gì? Nữ tử kia trợn to mắt, sau đó vẻ mặt đầy vui mừng. Lại mua thật, Tần Phong gật đầu nhưng vừa muốn bước đi đã dừng lại, nói, xe này sắp thuộc về ta, nhớ đừng để người ta làm hỏng, ta sợ hắn không bồi thưởng nổi. Khuôn mặt Vương Khải lúc đỏ lúc trắng, tất nhiên hắn ta biết Tần Phong đang nói mình. Khỏi phải nói hắn ta thật sự không bồi thường nổi, nhưng Vương Khải vẫn chưa mất hy vọng, mà hung dữ hét. Đệt, ngươi dọa ai đấy? Ta cũng không tin ngươi thật sự mua được. Ngươi mua được lão tử trực tiếp ăn lốp xe. Hắn ta gào lên, vì giọng nói rất lớn khiến những người xem xe khác đều tập trung ánh mắt vào hắn ta. Lần này thật sự là mua người chú ý, nhưng ánh mắt của những người này cũng không phải ánh mắt hâm mộ khi hắn ta có xe như tưởng tượng của Vương Khải. Dù sao, xe vẫn chưa phải của hắn ta, ánh mắt xung quanh đầy vẻ xem trò vui. Lần này, Vương Khải chỉ cảm thấy như ngồi bàn chông. Nhưng chờ một lúc Tần Phong vẫn chưa về, Vương Khải cũng thầm thở vào một hơi, đồng thời trên mặt cũng xuất hiện vẻ tức giận. Hừ, chắc chắn bị tiểu tử kia đùa nghịch. Vương Khải cảm thấy vừa rồi Tần Phong rời đi cũng là mua không nổi cố ý trang bức, để hắn ta ngồi trên xe bị những người khác vây xem như khỉ. Suy nghĩ một chút thấy mình quá ngốc, hắn ta định xuống xe, lúc này ngoài xe lại xuất hiện một nam tử mặc áo trắng dân đen và quần đen. Đây là nhân viên phục vụ trong khu triển lãm xe cũng là bảo an, trước ngực hắn ta còn có ký hiệu D3. Năng lực giả, tiên sinh, xin lỗi, chiếc xe này đã bị mua lại, tạm thời dừng lái thử. Phiền ngươi phối hợp một chút. Cái gì? Vương Khải trợn to mắt. Mẹ nó, người kia không mua chiếc xe này thật chứ? Trong lòng Vương Khải hơi lo lắng. Biểu đệ, ngươi có thù gì với người kia vậy? Vừa rồi ta vụng trộn đi theo xem, hắn lại bỏ ra 800 vạn mua chiếc xe này. Vừa rồi biểu ca Vương Khải vụng trộn đi theo hai người kia cũng là muốn xem trò cười rồi trở lại kể cho Vương Khải. Dù sao Vương Khải là đối tượng được cả nhà bọn họ nịnh bợ. Là hắn mua chiếc xe này. Vương Khải lập tức ngu ngốc. Tiên sinh, mời xuống xe, ở bên kia, năng lực giả đã tỏ ra không vui, mơ hồ có ý uy hiếp. Trên tay Vương Khải toàn là mồ hôi, vội vàng mở cửa xe, sợ chết khiếp leo ra ngoài. Đi nhanh lên, Vương Khải cũng không muốn chờ Tần Phong trở về nhục nhã mình. Nhưng càng không muốn thì việc xui xẻo càng xảy ra, Tần Phong đã quay về. Sao nào, đã đi rồi hả? Không ăn lốp xe sao? Tần Phong lạnh lùng nói. Ha ha ha, xung quanh truyền đến vài tiếng cười to, còn có vẻ hơi buồn cười. Khuôn mặt Vương Khải đỏ bừng. Được rồi, ăn một cái lốp xe của ta cũng phải mấy chục vạn, sợ ngươi ăn không nổi. Tránh ra đi. Lần này Vương Khải cũng không nói được mấy lời hung hăng nữa, sau khi hắn ta xuống xe Tần Phong cũng không ngồi lên xe ngay, ngược lại mấy người bình thường sau lưng năng lực giả dê ba lưu loát tiến lên, tháo hết ghế ngồi trong xe đổi sang một cái tốt hơn, sau đó lau dọn xung quanh khiến chiếc xe càng không dính chút bụi nào, lúc này mới ra hiệu Tần Phong ngồi lên. Tần Phong khởi động xe đua, theo một tiếng vù vù xe được khởi động. Tần Phong đổi sang thiết bị lơ lửng, lốp xe co vào lại biến thành đuôi hỏa tiễn phun ra phía dưới, hiện ra ánh sáng màu xanh. Phù văn hệ phong, khởi động thiết bị lơ lửng sẽ tiêu hao năng lượng, hơn nữa phần lớn xe trong căn cứ Thừa Bắc đều không có chức năng lơ lửng, lúc này xuất hiện lại khiến mọi người kêu lên. Xe vững vàng bay lên đến độ cao 3 mét, sau đó vèo một cái lao ra ngoài, bay lướt qua đỉnh đầu mọi người chỉ để lại ánh sáng đèn xe mơ hồ. Quá khốc! Trời ạ, đây là chiến xa huyền phù sao? Thật sự huyễn muốn chết. Xung quanh liên tiếp vang lên tiếng than thở, chỉ có sắc mặt Vương Khải đen xì, vừa rồi chiếc xe kia lại trực tiếp gào thét bay qua đỉnh đầu hắn ta, chắc chắn Tần Phong cố ý. Đương nhiên Tần Phong đang cố ý, loại người này cần gì để lại mặt mũi cho hắn ta, nhưng tội cũng không đáng chết chỉ dùng cách giống nhau để sỉ nhục lại mà thôi. Nhưng Tần Phong cũng không coi đối phương ra gì. Ba lô tác chiến mở ra, Tiểu Bạch nhảy ra từ bên trong tò mò nhìn quanh, sau đó ngồi bên ghế phụ. Cái này thế nào? Sau này ngươi không cần trốn trong ba lô nữa. Trên chiếc xe giả ngoại cỡ lớn, Tiểu Bạch chỉ có thể ở trong ba lô. Những chiếc xe kia tốc độ nhanh, người cũng chen chúc, lung la lung lay, bản thân Tần Phong ngồi còn không thoải mái chứ đừng nói đến Tiểu Bạch vùi ở trong túi không thể đi ra ngoài, bây giờ có chiếc xe này thì Tiểu Bạch không cần trốn nữa. Trong xe lắp đặt kính che chắn tốt nhất đề phòng bên ngoài nhìn trộm, Tiểu Bạch cũng có thể quan sát xung quanh. Lúc ở trong khách sạn được thấy cảnh tượng qua cửa sổ, lần này lại ở trong xe, Tiểu Bạch nhìn ra bên ngoài cảm thấy rất mới lạ. Chẳng mấy chốc nó phát hiện không có gì thú vị, nó cuộn lại thành một đoàn ở trên ghế phụ, cũng cảm thấy không tệ lắm. Tần Phong nhìn dáng vẻ này của nó, không nhịn được đưa tay vuốt ve da lông của Tiểu Bạch. Nhưng bây giờ đang mang nợ, phải đến dã ngoại kiếm một khoản tiền. Chiếc xe trị giá 800 vạn, dẫn đến hiện tại trong máy truyền tin của Tần Phong chỉ còn lại 500 ngàn. Sau 10 ngày nữa đến Vạn Tông lấy hàng, số tiền này sẽ không đủ, nhưng Tần Phong cũng không lập tức rời đi, mà lái chiếc xe này đến một cư xá cũ nát. Bên trong cư xá vẫn như tòa cao ốc đột ngột mọc lên từ mặt đất, chưa chắc đã rộng rãi đến mức nào nhưng một trụ sở thế này cũng là nơi mà hài tử trong cô nhi viện rất muốn được sinh sống. Chu Hạo, xuống lầu một chút, ta đưa ít đồ cho ngươi, Tần Phong nói. À, thứ gì tốt? Còn để ngươi phải đi một chuyến, ngươi chờ ta chút. Chu Hạo cũng không hỏi Tần Phong quá nhiều, là bạn bè trước kia Tần Phong thường xuyên được Chu Hạo mời đến nhà ăn cơm, để báo đáp lại lúc Tần Phong đi làm thêm kiếm được nhiều hơn, cũng sẽ đưa chút đồ ăn đến nhà Chu Hạo. Chỉ có cách có qua có lại như vậy mới có thể giữ một mối quan hệ. Có đôi khi tình hữu nghị cũng cần kinh doanh. Chu Hạo nhanh chóng chạy ra khỏi tiểu khu, Tần Phong có thể nhận ra vóc dáng của Chu Hạo cao hơn một chút, thân thể cũng cường tráng hơn, trên người mặc áo lót quần cộc, dưới chân đi dép lê trong lôi thôi lết thết, trên cơ bắp toàn là mồ hôi xem ra lúc ở trong nhà cũng không lười biếng. Nhưng Chu Hạo nhìn quanh cũng không thấy Tần Phong. Tần Phong xuống xe. Chu Hạo quay đầu thấy Tần Phong đi ra từ trong chiếc xe sang trọng này. Cái cầm lập tức rơi xuống đất. Ngươi đi cướp ngân hàng hay bám vào phú bà? Xe ở đâu ra? Đây là chiến xa huyền phù đi, trời ạ, Chu Hạo hận không thể đi lên hôn cái xe này hai cái. Ngươi làm sao thế? Tần Phong mỉm cười, kín đáo đưa đồ vật trong tay cho Chu Hạo, nhanh về đi, đồ tốt, về ăn luôn. Ta muốn xem rốt cuộc là cái gì, Chu Hạo thấy Tần Phong như vậy vội vàng mở cái túi đen mà Tần Phong cho. Thật ra trong này chỉ có hai món đồ, thứ nhất là một đống thịt lớn, mặc dù không biết là thịt gì nhưng Chu Hạo rõ ràng cảm giác được trong đống thịt này tràn đầy năng lượng. Một cái khác lại là bình thủy tinh, bên trong có một trái cây nhỏ tươi non ướt át. Chu Hạo ngạc nhiên, sau đó giật nảy mình. Đây là tiền. Suyệt, Tần Phong để Chu Hạo im lặng, nửa thật nửa giả giải thích, lúc ta đi ra ngoài vừa hay gặp một cây, bên trên có rất nhiều đã đổi ít tiền, đây là đưa cho ngươi. Mỗi người chỉ có thể ăn một tiềm năng quả, vì vậy Tần Phong bán số còn lại đi cũng có thể hiểu được. Tất nhiên Chu Hạo không nghi ngờ Tần Phong, tưởng sau khi Tần Phong đổi ra tiền đã mua xe, lập tức vỗ vai Tần Phong thật mạnh. Ngươi đi ra ngoài lại không tìm ta, vận khí của ngươi đúng là nghịch thiên. Nhìn cách ăn mặc hiện tại của ngươi, người không biết còn tưởng ngươi là năng lực giả đấy. Chu Hạo nháy mắt ra hiệu. Tần Phong mỉm cười, hiện tại hắn không phải năng lực giả sao, ngươi nhanh trở về đi, đừng bị người ta đánh cướp, sau khi ăn tiềm năng quả còn có đống thịt kia nữa, mỗi ngày ăn một chút. Đây chính là thịt thú tưởng, sau khi ăn sẽ bổ sung khá nhiều năng lượng, dù Chu Hạo không thức tỉnh dị năng, thể phách cổ võ giả cũng đã có, được, ta trở về bế quan. Chu Hạo hưng phấn ôm cái túi vẫy tay với Tần Phong, sau đó lại vụng trộm nhìn về chỗ khác, vốn muốn đề phòng cướp, kết quả trông như có tật giật mình. Tần Phong cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy gặp Chu Hạo luôn có chuyện vui. Thấy bóng dáng Chu Hạo biến mất, lúc này Tần Phong mới quay về xe, suy nghĩ một chút lại quay đầu xe chạy về phía đại lộ. Ta nhớ được một việc, e rằng chỗ kia cũng xuất hiện dị biến. Đương nhiên, điều này từng khiến căn cứ Thừa Bắc rơi vào nguy cơ. Quan trọng nhất là, hiện tại dị biến này có chỗ tốt rất lớn cho Tần Phong, có thể giải quyết tình huống khẩn cấp của Tần Phong. Chiếc xe hòa vào dòng xe cộ, Tần Phong cũng không sử dụng chức năng khoe của rêu rao khắp nơi, chỉ có điều Siri ưu ảnh đã đủ ngầu, không ít người đều nhìn theo chiếc xe này. Chờ đến khi rời khỏi căn cứ còn đi ngang qua một chiếc xe khách nhét đầy người, người bên trong đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn chiếc xe đua siêu ngầu của Tần Phong, thậm chí còn huýt sáo thu hút sự chú ý của Tần Phong. Tất nhiên Tần Phong không để ý đến người này, dần thay đổi tuyến đường đến dã ngoại, khởi động hệ thống lơ lửng, dần đi chệch hướng khỏi làn xe do con người tạo ra. Thời gian dần trôi qua, xung quanh dần biến thành nơi hoang sơn dã lĩnh. Sắc trời dần tối, trong hoang dã trở nên khủng bố và nguy cơ khắp nơi. Nơi này đã cách căn cứ Thừa Bắc 100 cây số. Đương nhiên, dù như thế cũng bị man hoang quân càng quét qua, không có hung thú cỡ lớn xuất hiện đều là một số dị thú độ nguy hiểm dê, mỗi năm đến thời gian xuân thu lại tiếp tục càn quét. Tần Phong rải phấn đuổi thú trong phạm vi 20 mét bên ngoài xe, sau đó trực tiếp ngủ trong xe. Ngay hôm sau, Tần Phong săn giết một số dị thú tiếp cận xe, cũng đi ra ngoài tìm kiếm vết nứt mục tiêu của hắn lại không có thu hoạch gì. Vị trí của ta chắc không sai, nếu không cũng là chưa xuất hiện nhưng chỉ trong khoảng 2 ngày này thôi. Nơi này cách căn cứ Thừa Bắc xa như vậy, đợi đến khi xảy ra chuyện cũng chỉ suy đoán được thời gian cụ thể, khi đó mang hoang quân đến đây kiểm tra, vết nứt đã sớm đóng lại, thiết bị kiểm tra cũng chỉ biểu hiện là 1 tháng trước, Tần Phong không biết cũng rất bình thường. Đương nhiên, vết nứt này cũng không để Tần Phong chờ đợi quá lâu. Lúc chạng vạn tối, trên bầu trời còn ánh nắng chiều đỏ rực đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, trong xe phát ra cảnh báo kịch liệt. Tích tích tích, cảnh báo, trong vòng 500 mét xuất hiện vết nứt không gian, sinh vật không biết sắp xuất hiện, xin chú ý an toàn. Tích tích tích, vết nứt khoảng 10 cm, mức độ nguy hiểm cấp D. Tích tích tích, kiểm tra ra phản ứng năng lượng thật lớn, đề nghị rút lui. Khác với bộ đàm trước đó, hệ thống báo động của xe bay quét hình khoảng 1000 mét, trong vòng 500 mét sẽ tính toán và đánh giá chuẩn xác, đều rất đáng tiền. Tần Phong vô thức ngẩng đầu nhìn quanh. Sau đó, hắn thấy trên bầu trời phía trước hắn như kính chống đạn đột nhiên bị vỡ nát, tạo thành vết nứt như mạng nhện. Đây là lần thứ 2 Tần Phong gặp được vết nứt không gian sau khi sống lại, vết nứt không gian có quá nhiều sự không chắc chắn, có cái là tai họa ngập đầu, có cái là một trận kỳ ngộ. Trước đó Tần Phong cảm thấy đây là một kỳ ngộ, lại không ngờ lúc thật sự xảy ra hắn phát hiện suy nghĩ của mình hoàn toàn sai, đây hoàn toàn là một trận tai nạn. Khác với vết nứt mà Tim Nha Anh xuất hiện, vết nứt kia khá chậm chạp còn cho mọi người thời gian chạy trốn, nhưng vết nứt lần này đột ngột xuất hiện như một tia chớp đen kịt cực lớn, đột nhiên bổ ra bầu trời. Vèo! Một viên thiên thạch to lớn rơi xuống, viên vẫn thạch kia có màu đỏ thẫm kéo theo cái đuôi thật dài, hình thành ngôi sao băng sáng chói lại quỷ dị. Oanh! Việc này thật sự quá đột ngột, Tần Phong không ngờ sau khi vết nứt này mở ra lại là như vậy, căn bản chưa kịp tránh né đã có một viên thiên thạch hung hăng đập vào chỗ cách đầu xe 30 mét. Chấn động to lớn gần như hất tung chiếc xe bay ra ngoài. Lơ lửng. Tần Phong vội vàng ra chế độ xe bay, để xe lơ lửng tránh đi chấn động, dù là như thế các bay đá chạy bắn tung tóe đập cho xe bay len ken rung động như bị mưa đá đập vào. Lùi ra khỏi 100 mét, chỗ đó đã bị thiên thạch nện đến hoàn toàn thay đổi, Tần Phong đã thoát khỏi nguy hiểm. Chi chi chi. Tiểu Bạch xao động lo lắng, lông tơ dựng đứng. Có nguy hiểm gì đó xuất hiện, khiến nó không thể không cảnh giác. Tần Phong lại nhìn chỗ thiên thạch rơi xuống trước đó, trợn to mắt. Đây là đá địa ngục. Khỏi phải nói Tần Phong giật mình đến mức nào, những tảng đá rơi trên mặt đất lại thiêu đốt ra ngọn lửa màu đen, sương khói phóng lên tận trời, lại là từng phù văn màu đen lơ lửng. Những phù văn này có thể hình thành virus ôn dịch kinh khủng, khiến người ta vô thức biến thành xác thối. Chẳng trách lúc trước lại xảy ra thú triều xác thối khủng bố như vậy. Trong ký ức trước khi sống lại và tình cảnh hiện tại, Tần Phong đã đoán được căn nguyên của tai nạn này. Trong ký ức của Tần Phong, 1 tháng sau căn cứ Thừa Bắc xảy ra một trận nguy cơ tuyệt đối, hàng vạn thú triều xác thối tính bằng hàng vạn vây công đến. Tuy nhanh chóng bị tiêu diệt nhưng ôn dịch và virus cũng đến theo, 40% hài tử 16 tuổi chưa tiêm thuốc thức tỉnh đã tử vong. Cô nhi viện là khu gặp tai họa nặng, không có lão viện trưởng Lâm Đức Vinh ở đó, hài tử trong cô nhi viện gần như chết hết, cao ốc không còn một mống. Lúc xảy ra vụ tai nạn kia, Tần Phong đã trốn khỏi căn cứ Thừa Bắc nhưng vì nhân viên cô nhi viện gửi tin tức nhóm, hy vọng người trưởng thành đã rời khỏi cô nhi viện có thể quyên một khoản tiền giúp vượt qua nguy cơ, Tần Phong chỉ để lại tiền sinh hoạt mỗi ngày, còn đâu quyên góp tất cả. Thế nhưng vẫn không có cách nào, vì việc này nên Tần Phong chú ý rất lâu, chỉ có điều tin tức lộ ra và tận mắt nhìn thấy căn bản không giống nhau. Tần Phong vốn tưởng chỉ là vết nứt xuất hiện bổ sung sinh vật phù văn hắc ám, từ đó lâu nhiễm xung quanh, không ngờ lại xuất hiện đá địa ngục. Đá địa ngục là đồ dị năng cấp S, sau khi xuất hiện sẽ gây ra tai nạn kinh khủng đến lúc nào, vừa nãy một viên thiên thạch cực lớn rơi xuống lại đập chết một nha giả trư, lúc này nó đột nhiên đứng lên. Hừ chi, nha giả trư phát ra một tiếng gầm rú kéo dài, dáng người to lớn có hắc quang lượn lờ, da thịt màu vàng đất biến thành màu xám xanh, thậm chí lớp da ngoài bắt đầu tróc ra để lộ ra cơ bắp bên trong nhưng không chảy chút máu nào. Trong đồng tử đầy ánh sáng màu đỏ, trông như linh hồn tà ác đang lãng vãng. Biến thành xác thối, Tần Phong không chút do dự xuống xe. Những sinh vật biến thành xác thối khá khó chơi, chỉ có đánh đổ đầu đối phương mới có thể giết chết, không chỉ như thế, nếu bị đối phương tập kích sẽ có tỷ lệ bị lây nhiễm rất cao, biến thành xác thối. Cũng vì nguyên nhân này, dưới tình huống không ngừng lây nhiễm mới tạo thành thú triều xác thối to lớn. Phốt! Năng lượng mạnh bộc phát ra một tia sáng xanh to lớn, trực tiếp bắn xuyên qua đầu giả trư xác thối này. Nhưng ngay lúc này những phù văn hắc ám đó lại xông về phía Tần Phong. Hiển nhiên, những phù văn này muốn lây nhiễm cho Tần Phong, nhưng Tần Phong không có khả năng bị lây nhiễm, vì bản thân hắn là một dị năng giả hắc ám. Chỉ có điều, lúc này trong lòng Tần Phong hơi dao động. Những cái này cũng là phù văn hắc ám, vậy ta có khả năng hấp thu toàn bộ chúng nó không? Mục đích của Tần Phong khi đến nơi này là giết chết những sinh vật hắc ám đó, lại không ngờ chân tướng khủng bố như vậy khiến hắn hơi bối rối. Lúc này nghĩ đến điểm mấu chốt, Tần Phong cắn răng đi thẳng về phía trước. Chi chi chi. Tiểu Bạch ở trong xe bay lo lắng nhảy nhót nhưng không để Tần Phong quay về, dù nó sợ những phù văn này nhưng trong tiềm thức nó cảm thấy những phù văn này rất tốt. Đừng tưởng Tiểu Bạch thật sự ngây thơ vô tri, là hài tử của một dị thú cao cấp, nó có ký ức truyền thừa của dị thú, chỉ là bây giờ còn quá nhỏ tất cả chỉ dựa vào trực giác. Chính vì điều này trong lòng Tần Phong càng kiên định hơn. Thôn phệ. Tần Phong đột nhiên thôi động ý thức lực, tinh cầu kim cương trong vũ trụ ý thức cũng chính là dị năng hạch tâm lại xoay tròn. Phù văn hắc ám cách Tần Phong hơn 100 thước như từng con trường long bị hấp dẫn, lao về phía Tần Phong. Tần Phong cảm thấy rất nhiều phù văn hắc ám xông vào vũ trụ ý thức, rơi vào trong tinh cầu kim cương. Phù văn màu đen bắt đầu chiếm cứ tinh cầu kim cương, đương nhiên sau cùng sự tiêm nhiễm của những phù văn này chỉ là một góc của núi băng. Mặc dù như thế, Tần Phong cũng vô cùng khiếp sợ. 1 vạn phù văn. Chỉ hơi hấp thu lại có 1 vạn phù văn hắc ám xuất hiện, điều này có thể so với đồ vật dị năng cấp D, huống chi, những sợi tơ hắc ám đó còn đang liên tục không ngừng xuất hiện. Không chỉ như thế, bầu trời lại bị tảng đá kia dần nhuộm đen, như một đám mây đen ấp ủ tai nạn. Tần Phong hiểu đây đều là ôn dịch, sinh vật bị lây nhiễm sẽ khiến bọn chúng hóa thành xác thối. không thể như vậy. Nghĩ đến vụ tai nạn kia, nghĩ đến toàn bộ hài tử trong cô nhi viện chết thảm, Tần Phong lập tức trở nên hung ác. Hắn đột nhiên chạy đi, lao về trung tâm thiên thạch rơi xuống. Nơi này đã bị nện ra một cái hố to đường kính 50 mét, đá địa ngục lẳng lặng nằm ở nơi đó khiến Tần Phong cảm giác sợ hãi không gì sánh nổi. Không ai biết lai lịch của đá địa ngục, dù sao sau khi vết nứt xuất hiện có quá nhiều sự tồn tại không biết. Nhưng ở một mặt khác của địa cầu, trên đại lục phía Tây có một tảng đá địa ngục to bằng móng tay rơi vào một tòa thành thị. Tận thế bắt đầu, cả thành thị đều bị lây bệnh biến thành xác thối, vì ảnh hưởng từ phim điện ảnh thế kỷ trước, người phía Tây bị gọi là zombie, thành thị sa đọa thành địa ngục, đá địa ngục cũng xuất hiện như thế. Thậm chí đến bây giờ trong tòa thành thị kia bị một zombie hoàng cấp bậc thú hoàng vô cùng cường đại nắm giữ. Nhưng bây giờ đá địa ngục trước mắt lại có kích cỡ bằng nắm tay khiến trái Tần Phong nhảy thẳng lên. Nói cho cùng đá địa ngục là một thể ngưng tụ của phù văn hắc ám, đối với những người khác là ngọn nguồn của tai nạn, với hắn lại là chí bảo đại bổ. Tần Phong chạy đến chỗ cách đá hắc ám khoảng 5 mét, thôn phệ. Ánh sáng đen bao phủ Tần Phong, vô số phù văn bao phủ trên người hắn. Những phù văn hắc ám này như yến tước về tổ, nhao nhao hòa vào trong tinh cầu của Tần Phong, cũng may Tần Phong là người tiềm lực cấp S, nếu không hấp thu không đủ nhanh rất có thể Tần Phong sẽ bị lây bệnh. Trong nháy mắt, viên đá địa ngục màu đen này nhanh chóng nhạt lại, sau cùng một cơn gió thổi qua lại biến thành tro tàn, biến mất không thấy gì nữa. Trong vũ trụ ý thức của Tần Phong, một bộ phận tinh cầu kim cương bị nhiễm hắc ám bành trướng ra lực lượng khổng lồ. Đó là lực lượng hủy diệt. Quá kinh khủng, ta lại có được 100 triệu phù văn hắc ám. E rằng chỉ có dị năng giả cấp S trong truyền thuyết mới có được. Không chỉ như thế, bên cạnh tinh cầu kim cương còn xuất hiện một tinh cầu nho nhỏ như là vệ tinh quấn quanh tinh cầu kim cương, vệ tinh này màu đỏ thẫm. Phía trên xuất hiện 10 vạn phù văn lửa, nhưng hiển nhiên điều này là phù văn biến dị, bị phù văn hắc ám lây nhiễm. Cái này bổ sung cho đá địa ngục, lại bị Tần Phong thu hết vào. Ngay lúc Tần Phong vô cùng vui mừng, vết nứt lớn khoảng bàn tay ở trên không trung 100 mét lại vươn ra một bàn tay tái nhợt. Cái tay này như không có huyết nhục, tiều tụy quỷ dị, tái nhợt không có huyết sắc, móng tay lại vô cùng đen kịt. Thấy thế nào cũng rất khủng bố. Chi chi chi, Tiểu Bạch đột nhiên la hoảng lên, sau đó không đợi Tần Phong đồng ý đã vận dụng phù văn không gian. Vèo. Tần Phong biến mất nguyên tại chỗ, sau khi Tiểu Bạch tiến hóa đã mở rộng dị năng, chẳng những có thể thuấn di cho mình, còn có thể dẫn theo Tần Phong. Lúc này, cái tay tái nhợt trong vết nứt trên bầu trời lại bắt đầu chuyển động. Ngay sau đó, bên trong xuất hiện vô số hài cốt, những hài cốt này nhanh chóng gia tăng, trong nháy mắt đã tạo thành một bàn tay vô cùng to lớn. Tần Phong trợn to mắt nhìn tất cả, cự thủ hình thành vô cùng nhanh chóng, nói là tay không bằng nói là trảo, một cái trảo cự thú. Cái cự trảo kia rơi thẳng xuống đất, uy lực không thua gì lực lượng khi đá địa ngục va chạm mặt đất, hung hăng đập vào vị trí trước đó của Tần Phong. Nếu như vừa rồi Tiểu Bạch không sử dụng dị năng không gian đưa hắn đi, e rằng Tần Phong đã bị nghiền thành thịt nát. Đây hoàn toàn là sự tồn tại không cách nào kháng cự. Sau đó, cái cự trảo kia đột nhiên bốc lên một nắm bùn đất, gần như bới mặt đất ra một cái hố to.